năm nay mình sẽ tô Pikachu. 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 Lấy màu nguyên ngay. Quên lắm. Mèo hợp mèo. Úp lông nữa. Úp lông. Úp lông làm gì? Hợp màu được rồi. Nhẽ nữa kìa. Đã đây nè. Ừ. Nói dễ đi. Ừ. Rồi đứa thành Pikachu coi. Pikachu. Ok. Mình sẽ tô màu nâu nha bạn. Tô con Pikachu. Màu gì đây Quang? Tô này cái bụng nó màu gì Quang? Màu cam. Cam. Bụng Pikachu màu cam. Này phải không? Đúng rồi. Bụng Pikachu trong Doraemon. Ủa trong gì ta? Trong phim gì? Trong phim Pikachu. Phim hoạt hình. Nó tuyệt chiêu nó là gì Ngoan? Tuyệt chiêu giật điện bút điện. Bút đúng không? Tuyệt điện. Tuyệt điện. Tuyệt điện. Tuyệt điện. Tuyệt điện. Giật. Nó lấy cái đuôi đó giật điện. Cái đuôi này hả? Cái đuôi giật điện. Tôi giật điện tè. Nó cười lắm em ơi. Cái đuôi mình cũng giật điện đó. Cái đuôi không có giật điện nhờ giật điện được ta. Ừ, cái đuôi đâu có điện cũng giật nữa. Ủa đuôi có điện không? Không biết nữa. Bữa nào mổ cái đuôi nó ra coi. Mượn cái đuôi gì coi thử em ơi. Ha. Ok. Ủa Pikachu đâu có ngoài đời đâu mà mổ. Ừ. Cái Pikachu được chơi gì cho mổ ra hả? Ừ. Mổ ra coi nó có gì trống mà có điện không nữa. Nó xong cái bụng mà Nguyên ơi. Nếu mà đâu em cứ... Không tốt gì? Dạ. Tốt gì? Nè. Cái tay hả? Ừ. Cái tay với giò hả? Cái đuôi nữa hả? Dạ. Đẹp chưa? Nè Nguyên. Các bạn tôi có làm đâu. Xong chưa đây đây. Còn cái má tôi là gì Nguyên? Cái má tôi màu hồng. Màu hồng hả? Dạ. Nè. Hai cái tay. Hai cái tay màu xám. Doraemon. Pikachu. Hai cái tay. Ủa vậy chúc tôi bỏ ngựa. Ừ. Bỏ ngựa Pikachu á. Ủa bỏ ngựa Pikachu nữa hả? Đúng rồi. Mới nghe à? Không có hả? Không biết nữa. Ngoại tinh nữa. Có Pikachu ngoại tinh. Ừ. Đẹp chưa? Nguyên tô lên hết trơn Nguyên. Dạ. Con tô lau lên như màu hết trơn hả? Rồi, đẹp rồi. Còn cái gì nữa? Màu hồng má màu hồng phải không? Cái này nữa hả? Dạ. Cái này mà. Chữa này lại nha, chữa khúc này cái này. Tông màu khác phải không? Dạ. Khúc này không phải không? Cái này tông màu vàng. Đó, tông màu vàng phải không? Cái đuôi nữa, cái đuôi trong mà tông màu xám luôn. Ok. Rồi. Màu vàng phải không? Màu vàng này phải không? Dạ. Màu vàng, tô cái đuôi. Cha biết con im là không biết rồi đó. Ừ. Cái tiếp theo là không tô cái miệng. À, cái miệng là da. Cái miệng màu da hả? Không, tư cho con ơi. Nè. Màu hồng. Đó, rồi đó. Ừ.
Câu gì nữa Nguyên? Cái miệng màu da hay miệng màu đỏ? Cái lưỡi màu đỏ mà. Mà nè, biết cái chú hồi ngày hôm nay nè. Sao lạ vậy? Đem cho coi là cho biết rồi mà. Không có coi, con này khác con kia à. Đi cái chú này cấp 2 cái gì á. Ủa cấp 3 mà. Cấp 3 hả? 3. Con coi rồi, con biết. Cấp 3. Con này chưa tiến quá rồi, con kia nó màu vàng không vậy à? Thằng ca ca bà Pikachu. 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 Da gì luôn? Màu đỏ mà. Hồng. Thôi, bà tô màu đỏ, con tô màu hồng đi. Đó đâu phải màu hồng đâu, nó màu tím kìa. Rồi, đẹp rồi. Cái này giống màu hồng luôn ý ơi. Tím đó, tím hồng đó. Này nè ơi. Nguyên màu hồng này, nè, hồng nhạt nè. Hồng nhạt tô cái hai cái má nè. Hồng tô hai cái má màu hồng nhạt. Tập 4 gì á. Không biết nữa. Tập 4. Tiến hóa cấp mấy á, không phải là tập. Má. Con mặt một không có móc móc này. Không có lặn sấy này nè. Cái mình nó to màu gì? Dạ. Bốn tiêu rồi. Mình to màu đen hay gì? Dạ. Đây, đưa cái màu qua. Đó. Đó. Màu đỏ to cái miệng. Ủa. Quá không phải. Rồi thằng đẹp đó Nguyên, đẹp đó. Ra tiền cho vào đi bút coi. Còn cái này tô màu cam phải không? Dạ, màu cam. Màu cam này phải không? Đây đó. Cam này tô cái viền ngang đi, viền lỗ tai màu cam phải không? Dạ. Tô hết rồi nè. Cái viền này màu vàng nè. Cái này viền này màu cam nè. Cái này biết chung nước. Không biết nữa. Vô nước gì á? Đi cái chung vô nước mấy ngày à. Nước không điện được. Gùa. Gùa thôi, gùa nó phải chung nước. Này phải điện, gùa hải nước, là phật xịt cho nước á. Sao lại muốn nó xịt cho nước? Cái miệng với mũi là mũi xào xịt. Mũi xịt. Gì hả? Cái mũi xịt. Cái mũi xịt mà. Mới nghe là mũi xịt nước được. Cái mũi xịt nước đó, nhưng coi gọn biết. Đẹp đó Nguyên ơi. Ồ, đẹp luôn. Tiếp tục thôi. Lỗ tai màu vàng. Cam. Trong lỗ tai màu vàng nè. Tao đẹp rồi đó. Đẹp rồi đó. Đẹp chưa? Da ít lên rồi. Ít lên rồi đó Nguyên. Mẹ. Nhớ tao ít lên rồi nè. Cho vô tờ giải ngoài đây nè cháu. Cho tô cho nhanh. Này giải đây nè. Này giải như thế khóc nè. Ừ.
Câu gì Nguyên? Câu này nè. Câu tay đó hả? Tiếp theo là nó cầm một cam tối gì ta? Cái dọc cái đuôi cái đuôi đó. À cái đuôi màu cam này nè. Cam nào? Cam này khác nữa hả? Khác màu. Nhiều quá vậy, nhiều màu vậy. Nó thành bảy cầu vồng luôn quá. Nó sai rồi chơi. Nè một màu, hai nè, ba nè, bốn màu đó. Thì màu cam nó là năm màu đó. Nè. Nè, thấy không? Ừ. Em chỉ tô cái này. Nó đâu có tô. Cái đó cái vòng lỗ tai nó không tô. Tô. Không có tô. Mấy cái chu vậy đó. Thôi lấy một cam đi. Con này luôn đi. À mấy cái chu giống một cam đi cha. Mấy chu kia cũng giống một cam. Con muốn tu một cam anh. Con tu một vàng. Thôi vậy đi. Này một cam màu vàng đi. Nhìn bên đây. Nhìn cái gì vẫn lộ màu hết rồi. Mắt mù hả? Mắt mù nhìn nó phải đường luôn. Mờ mắt rồi. Nó đi khỏi mờ. Chút cái màu lại coi. Chút màu chút lại coi cho nó ngập cái màu lại coi. Cái gì tô được rồi. Nói ra. Cái gì? Nè, tô vậy nè, chút con nhỏ màu thấy chưa? Con chút lại cho nhỏ màu lại. Cái đó tô cái đẹp không Nguyên? Ê. Đừng gãy nha. Đừng hồng mạnh quá. Vừa thôi. Xong chưa Nguyên? Đẹp chưa? Có lên màu không? Đừng vô. Gần xong rồi, được cái giò nè. Nè, được ba cái giò. Ba con giò rồi. Ôi, đẹp anh đi cha. Tôi đều nha Nguyên. Đều tay nha. Không có cái đầu. Không có cái mình trong rồi. Gần xong rồi không Nguyên? Tô nhanh với ạ. Nguyên tô chắc ta người điểm quá. Nè, tô đẹp.
Ồ, đẹp luôn. Bạn nhắm Pikachu trong phim nào? Giống. Con trà này. Chưa giống. Chưa tô xong mà. Chân à. Mấy cái chỗ ở mấy chỗ đâu phải mèo. Lộn. Lộn mèo lộn. Á. Mấy cái chỗ phải là mèo đâu. Mèo á. Không phải cái gì mèo con gì á. Con mèo khác. Tôi nhanh để tôi tìm. Gì? Tôi nhanh để tôi tìm. Là gì? Tôi nhanh phải tôi lem. Tôi nhanh phải tôi lem hả? Từ từ thôi, nó còn nhắn. Mà tôi có lem đâu nè. Bị cái chu với cha cái chữ á nó gọi ghẻ. Mình chu có ghẻ nữa hả? Không chịu ơn, sắp xong rồi đó. Cũng sắp xong rồi, còn cái giò nữa thôi. Nguyên tao nhanh gì quá. Nè, không ngon nguyên rồi. Không rồi nè. Có ai chấm điểm? À, chấm không cho. Không, chấm không cho. Còn biết chỉ số mà chấm. Biết. Rồi, nguyên thì 1 điểm. Chưa chỉ xong mà. Từ từ, chưa có ai đẹp hơn mà chấm gì. Tôi có lỗ tai này cái gì chắc. Đưa cây màu cam coi. Dạ. Đưa cây màu cam giùm coi. Để tôi cái miệng nó coi. Dạ. Tôi cái miệng nó còn cái miệng chưa xong nè. Chấm điểm bằng mình. Cút vòng đi. Được. Ừ. Được. Hình như cái miệng to chất quá. Rồi luôn rồi mày. Sao quá rồi. Rồi xong. Còn chấm nha. Ờ. Nguyên 1 điểm. Cha nè. Cha vẫn chấm. Ờ. Mấy điểm? 10. 10 điểm hả? Ồ, vỗ tay. Nguyên 11 điểm hả? 10 điểm nữa. Thôi. Viết len mình 10 điểm không vậy? Nghĩa là mắc cười quá. Này con đưa đẹp hơn cha. Con đã giống phim rồi. Giống phim nào? Giống. Mà giống không? Giống. Là phim 5 này là phim 3